Tử vi tháng 12 âm lịch năm 2022 của tuổi Tỵ có may mắn kề bên, nhiều bước tiến rõ ràng. Bước sang tháng 12 âm lịch năm 2022, người tuổi Tỵ được tạm hợp và nhiều các tinh hậu thuẫn. Mọi việc của con nhấp này vào tháng chạp đều diễn ra suôn sẻ và thuận lợi thần may mắn đang đứng về phía của bạn nên còn giáp này nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển cho bản thân. Sự nghiệp của người tuổi này không nhận sẽ có những bước tiến rõ ràng mà còn có nhiều cơ hội gặp được quý nhân, được dìu dắt và chỉ đường dẫn lối có ưu thế nổi trội. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào những buổi tiệc tùng tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Người tuổi tỵ vào tháng quỹ sổ này có thưởng cao, các nguồn thu nhập cũng được cải thiện. Người làm kinh doanh đón lộc là nhờ nhu cầu mua sắm dịp cuối năm tăng mạnh. Nhìn chung, người tuổi tỵ không có gì phải lo lắng về vấn đề tiền bạc cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Con đường tình duyên của người tuổi tỵ cũng thuận lợi hơn, đào hoa khởi sắc rực rỡ, bản hợp làm tăng sức hút, tạo ra nhiều mối nhân duyên bất ngờ, rất có lợi cho người độc thân. Đôi lửa, vợ chồng cũng hàng gắn được những vết nứt nhanh chóng, giữ gìn hòa khí gia đình, các thành viên xôn vầy chuẩn bị đón Tết đối với phương diện sức khỏe còn giáp này cũng cần chú ý chế độ ăn uống ngủ nghỉ hợp lý tránh bệnh cụ tái phát tháng này có hung tin bạch hộ án ngữ dự báo có những hung hiểm tai nạn mà bạn có thể gặp phải do đó người tuổi tỵ cũng nên cẩn thận khi đi lại hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích Xem tử vi tháng 12 âm lịch năm nhâm dần 2022 của người tuổi tỵ qua từng phương diện của cuộc sống. Một luận về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng 12 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, người tuổi tỵ vừa được tam hợp thái tuế che chở lại thêm nguyệt lệnh lâm thai hỗ trợ như hổ mộc thêm cảnh, sự nghiệp có bước tiến vượt bậc cũng là điều dễ hiểu vận trình trong việc trong cả tháng được đánh giá là đầu xuôi đua lọt. Thân may mắn đang đứng về phía của bạn nên con giáp này nhìn thấy nhiều cơ hội phát triển cho bản thân, thậm chí còn vạch rõ định hướng trong năm mới. Các kế hoạch cũ mới đều diễn ra xuân sẻ thuận lợi. Ngay từ những ngày đầu tháng chạp, bản mệnh đã có thể được trao khá nhiều trọng trách, cũng là cơ hội phát triển, thấy mạnh, và chứng tỏ sự nhạy bén của mình. Bất cứ cơ hội nào đến cũng khó lòng mà thoát khỏi bàn tay của con giáp này. Thêm vào đó, người tuổi tỵ còn được quỷ nhân giúp sức nên được dìu dắt và chỉ đường dẫn lỗi có hơi thể nổi trội. Dù vậy bạn cũng nên nhận sự giúp đỡ một cách kính đảo, giữ thái độ khiêm tốn và không ngừng thể hiện mình có năng lực. Nên xứng đáng được như vậy có thể mới tránh được những thị phi không đáng có. Bên cạnh đó, các khí cũng tạo điều kiện cho người tuổi tỵ chăm chút các mối quan hệ xã giao, tìm kiếm thêm những sự hậu thuẫn đa dạng khác. Sự khéo léo cộng với tinh thần đồng lòng đồng sức trong văn phòng càng khiến cho con đường tiễn thân của bạn mở rộng bạn nhận ra rằng mình càng chủ động và linh hoạt bao nhiêu thì mọi cơ hội đạt được thành công lại càng dễ đến bấy nhiêu điều này sẽ mang đến cho bạn thêm rất nhiều động lực và những thành công đạt được ngay từ bước đi đầu là tín hiệu tốt lành cho thấy bạn đang đi đúng đường đúng hướng Tuy nhiên, bạn cũng sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng tụ tập dịp cuối năm, vì thế cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, tránh phát ngôn thiếu chuẩn mực, không để ảnh hưởng tới chất lượng công việc. Nhìn chung, trong tháng cuối năm của năm 2022, người tuổi tỵ chắc chắn khỏi lượng công việc cần phải gánh vác nhiều. Sự lý sẽ gia tăng khiến cho con giáp này cảm nhận sự bận rộn trở nên rõ rệt. Đổi lại, chính điều này mang tới không gian thăng tiến rộng mở. Việc gì cũng có cái giá của nó, bởi thế trở vội than phiền khi nhiều việc đến tai bạn. 2. Luận về phương diện tài chính Xét về mặt tài lộc đây cũng là một tháng tài khỉ của người tuổi tỵ tăng cao ngút ngang bên cạnh sự nghiệp. Tài lộc của con giáp này trong tháng quỷ sổ khả sản, tài tinh liên tục gia tăng độ trì, tiền bạc kiểm về tuổi chẳng lúc nào dứt. Người làm công việc cố định trong tháng này có mức thưởng cao, các nguồn thu nhập chính phủ đều được cải thiện, công việc suôn sẻ thì tất nhiên cũng kéo theo tài chính dư giả, nhất là khi chính tài cho thấy những biểu hiện xuất sắc của bạn sẽ giúp cho con đường tiến thân rộng mở, đảm bảo nguồn thu nhập ổn định về sau. Tam hợp cục giúp cho việc làm ăn, kinh doanh hay buôn bán đều thuận lợi. Các hạng mục đầu tư với đối tác đều diễn ra ổn thỏa, lợi nhuận thu về rất khả quan. Cũng nhờ tháng cận Tết nên tình hình kinh doanh buôn bán khả quan, đơn hàng tới tấp. Nhân đà này, người tuổi tỵ nên tỉnh toán cho những bước đi xa hơn vào dịp sau Tết. Quan sát để nắm bắt được xu thế phát triển cùng nhu cầu của thị trường, từ đó nhập hàng có định hướng rõ ràng bạn nên làm mọi thứ có chừng mực nhất định, trở nên tiến hành ồ ạt, kẹo dẫn tới tình trạng hàng Tết tồn kho, ra Tết rất khó để xử lý. Nhìn chung con giáp này không có gì phải lo ngại về vấn đề tiền bạc, cứ chăm chỉ làm tốt việc của mình thì thu nhập sẽ rất rủng rỉnh. Dù kế hoạch sắm Tết nguyên đảng khiến cho bạn tốn một khoản không nhỏ, nhưng con giáp này cũng đã sớm có kế hoạch rõ ràng cho từng việc, nên làm và không nên làm để tránh những lo lắng về sau. Ngoài ra bạn cũng nên sắp xếp để đổi lại những khoản nợ cũ trước đó. Với các khỉ đang vượng, khả năng thu hồi tiền nợ cũ về tuổi cũng sẽ cao hơn. Nếu có thể kết thúc ngay trong năm cũ thì trở để dây dưa sang năm mới làm gì, mọi chuyện sẽ rất khó nói trước. Ba, Luận về phương diện tình cảm gia đạo Thản quỷ sụ là thản cỏ bản hợp che trở nên con đường tình duyên của người tuổi tỵ có đào hoa chiếu mệnh. Nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy cho cả người độc thân lẫn người đã có đôi có cặp. Các thần giúp sức gia tăng sức hút, tạo ra nhiều mỗi nhân duyên bất ngờ sẽ rất có lợi cho người độc thân sớm tìm được đối tượng tâm đầu ý hợp tin vui là bạn có thể sẽ phát triển mối quan hệ đặc biệt với người bạn bè hay đồng nghiệp tiếp xúc hàng ngày. Những cảm xúc mới lạ giúp đôi bên trở nên thân thiết và gần gũi hơn. Trong khi đó, người đã có đôi hay các cặp vợ chồng cũng hàng gắn trạng nứt nhanh chóng giữ gìn hòa khí gia đình, gia đạo trong ấm ngoài êm. Dù có phát sinh xung đột thì cũng sớm được hóa giải. Các thành viên xung vây chuẩn bị đón tết. Vào cuối tháng, không khí đón Tết càng khiến cho mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng nhau phùng vẽn trang hoàng nhà cửa chuẩn bị năm mới an lành. Nhờ nguyệt lệnh lâm thai, một số cặp vợ chồng có thể sẽ đón tin vui về chuyện con cái trong tháng này sau bao tháng ngày mong ngóng. Tuy nhiên, nữ mệnh đi đứng cẩn thận, kẹo bạch hổ hung tình gây họa ảnh hưởng sức khỏe của mẹ và thai nhi. 4. Luận về phương diện sức khỏe về phương diện sức khỏe, trong tháng cuối cùng của năm nhâm dần 2022 này, người tuổi tỵ có thể trạng tốt, hầu như không mắc bệnh tật nghiêm trọng. Tuy nhiên, do sự xuất hiện của bạch hổ hung tinh là điềm bảo có thể xảy ra thương tật hoặc hỏa huyết quan. Do đó, con giáp này nên cẩn thận khi đi lại, hạn chế lái xe khi đã uống rượu bia hay sử dụng chất kích thích khác. Đồng thời, vào thời điểm cuối năm nay cũng sẽ diễn ra nhiều buổi tụ tập ăn uống liên hoan, bạn cũng nên hạn chế đồ uống có cồn và các loại thực phẩm nhiều dầu mỡ để tránh gia tăng gánh nặng cho gan. Cẩm nang phượng vận cho từng tuổi tỵ vào tháng 12 âm lịch năm nhâm dần 2022 như sau một Tuổi quỷ tỵ mệnh thủy nam sao kế đô nữ sao thái dương khẩu quyết sự nghiệp có bước tiến vượt bậc đầu xuôi đua lọt quý nhân phù trợ tuổi hợi tuổi thân tiểu nhân tuổi mùi tuổi mão màu sắc may mắn màu xanh lá màu đen hai Tuổi ất tỵ mệnh hỏa nam sao thái bạch nữ sao thái âm khẩu quyết được quý nhân giúp sức có ưu thế nổi trội đường tiến thân rộng mở quý nhân phù trợ tuổi ngọ tuổi hợi tiểu nhân tuổi thân tuổi dậu màu sắc may mắn màu hồng màu tím ba tuổi đinh tỵ mệnh thổ nam sao la hầu nữ sao kẻ đô khẩu huyết tài tinh liên tục gia tăng độ trì tiền bạc đổ về tuổi ung ung quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi mão tiểu nhân tuổi môi tuổi thân màu sắc may mắn màu đỏ màu trắng 4 tội kỹ tị, mệnh mọc, nam sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết, nhân duyên rất rộng mở, hạnh phúc đông đầy. Quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tuốt, tiểu nhân, tuổi dần, tuổi hợi, màu sắc may mắn, màu cam, màu đen. 5. Tuổi Tân Tỵ mệnh kim, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm, khẩu quyết, cẩn thận khi đi lại kẻo vướng hòa, huyết quang, tai nạn. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi thân, tiểu nhân, tuổi dậu, tuổi ngọ, màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng.